dạ yeah. nay lại là một cái bộ móng của một cái em em này thì em có cái tật là em mà ngồi em suy nghĩ cái gì á là em ngồi em cứ lấy cái tay em gỡ cái da á cho nên mọi người nè thấy không khi mà Marie ngâm vô nước cái là nó nở như cái bông vậy đó thì người ta đến với mình á mình phải làm cho người ta thích nè Bây giờ cái chân của người ta nó nở như cái bông mình phải cắt sao cho nó giống như cái nụ vậy đó giống như cái bớt vậy đó cho nó sạch sẽ gọn gàng lại là người ta thích mình thôi rồi mình sau đó là mình nói chung á một tháng á, mình mà có được mình mình làm sao á mình, mình 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 tạo được cho mình khoảng chừng 20 người khách thôi là 20 người khách đó người ta xây tua với mình rồi một ngày mình chỉ cần cắt năm bộ da là mình cũng đủ mình có tiền để mà mình mình sống rồi đó mọi người cho nên nó là nhưng mà quan trọng đó là mình phải nắm vững cái kỹ thuật nè cắt sao cho người ta ghiền mà cắt xong người ta đi luôn á là, là 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 giống như là mình bị thất bại đó cho nên nó mà cái 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 lần đầu tiên á của người ta nó quan trọng lắm mọi người người ta đến với mình lần đầu tiên mình làm cho người ta an tâm, thích, đã đã hứa, đó là người ta theo mình mãi thôi. Mà người ta vô mình á, cái lần đầu tiên mà người ta thử á, mà người ta thấy mình á, trời ơi, cắt cái gì mà đau quá, rồi còn chảy máu nữa, rồi vừa lâu nữa, làm thì nó, nó không đau ra đâu hết, là không có lần sau nha mọi người. Người ta né mình luôn á, kể cả sau này á, mà mình có làm giỏi người ta cũng không có quan tâm luôn đó thì Mary mở những cái lớp cắt da nè bạn nào mà nếu như đã làm nghề rồi mà làm nghề chưa có giỏi thì đăng ký có thể đăng ký học cái lớp 6 buổi với Mary lớp 6 buổi của mình đó là từ 3 đến 4 tiếng rồi rồi Mary đã sẽ chịu trách nhiệm lấy mẫu cho mọi người để cho mọi người cắt trên người thật cho nó dạng dĩ mình nhìn khách mình không có sợ mà mình thấy khách là mình mừng đó rồi bạn nào mà chưa có vào nghề đó hoặc là à, không có biết cái gì về nail á, thì à, nên đi học cái lớp căn bản của mary đi mary có một lớp căn bản á, là giống như gọi là tay chân nước á mọi người là gồm có cắt da nè sơn kỹ thuật cắt da sơn tròn khóe rồi mình mary sẽ cho chọn một trong ba bộ môn à, cọ bản hoa văn treo hoặc là vẽ nổi, vẽ nổi 3D đó, thì mọi người có thể là, gọi là tham gia là cái lớp mà canh bản với Mary, lớp đó thì cũng chỉ có 3 triệu thôi mọi người, nhưng mà mình được học tới 5, 4 đến 5 tuần lận đó, thì mình Mary thì làm việc từ 9 giờ sáng, cho tới 17 giờ chiều đó, thì trong cái giờ đó mỗi ngày, mọi người có thể học từ, 3 à, tiếng đổ lên ba chí ít là mình cũng phải học được 3 tiếng nha học tiếng hai tiếng nó lâu ra nghề lắm mà nó rất là khó cho cho mình và khó luôn cho cả cái người dạy nữa đó thì à, mình cái lớp của mình đó là cái lớp căn bản Marie sẽ Mary thường Mary không có thuê ai vô làm hết mọi người nếu như có là chỉ là người phụ Mary à, lấy giả à, như chỉ phụ thôi chứ không còn cái riêng cái chuyện dạy á là Mary sẽ đích thân Mary dạy hết trơn không có giao cho ai hết. Cho nên nó là là nhiều khi á à, tại vì Mary á cũng nhiều khi cũng mệt nhưng mà thôi kệ ráng. Tại vì nếu mà giao á là giao cho à, cái công việc mà nó 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 dạy cho mà, cho người khác á thì Mary sợ là nó bị tam sao thất bản á rồi không có sâu sát được với học viên á. Cho nên nó là Mary kèm, thường Mary người kèm người nào là người đó ra được nhà Đó cho nên là mọi người mạnh dạn đăng ký giúp Mary nha đó thì mình làm việc nó đàng hoàng lắm mình để mà mình còn mình là cái người đưa đò mà mình đưa mà không khéo á, người ta ra nghề người ta trên quen dữ lắm người ta yếu á thì thấy thương lắm nha thì nếu mọi người có nhu cầu thì theo học với Mary ha còn thật ra là mọi người thấy nè thì cần những cái video này á Mary không có tại vì hôm trước á là mary rất là ngại lòng tiếng vì cái tiếng của mình nó nó, nó, nó ghê ghê sao á nó, nó 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 cho nên là mà bữa nay thôi kệ đi ghê ghê cũng lòng tiếng đại đi cho nên là mary làm là hôm bữa giờ là mọi người thấy là mary chịu khó mary lòng tiếng lại những cái clip nó dài không có tách nhỏ nhỏ nữa để mà mary chia sẻ với mọi người nó được á thì à, à, mọi người thấy là cái kỹ thuật nè rồi cái hôm nay là Mary không có cho tua nhanh nữa Mary để chậm, chậm 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 cho mọi người xem để cho mọi người ví dụ như ai giỏi rồi thì thôi mà ai mà bạn nào còn yếu hoặc chưa biết nghề người ta, thè, người, ta người ta xem á người ta cảm thấy người ta dễ chịu hơn đó người ta và người ta hiểu hơn cho nên nó là Mary là tua nó chậm á mọi người không có dám làm nhanh nữa làm nhanh cái mọi người coi nó bị nhanh đó Chả hiểu gì hết. Con thì thấy giống như ghiền ghiền, ghiền, ghiền vậy chứ. À, nhanh quá. Thì cũng không xem được gì hết. Rồi nếu như mà mọi người cần nữa. Thì tại vì hôm nọ giờ Marie cũng khá là bệnh rồi. Vì Marie còn phải dạy online nữa. Cho nên là Marie sẽ ráng sắp xếp. Để Mary uh, like với mọi người vài hôm. Để về cái kỹ thuật mà cầm kìm nè. Rồi nhấp da sao. À, đi như thế nào đó để mà cách cho nó nó giống như có nhiều người ở xa quá, đâu có điều kiện mà đi tới Mary được đâu, nó quá xa rồi bệnh biểu con cái này gia đình, đó thì uh, Marie sẽ chia sẻ những cái kỹ thuật đó ở trên live stream để cho mọi người uh, cùng xem thêm, biết đâu đó uh, Mary uh, cái sự chia sẻ của mình giúp được ai đó thì Mary cũng rất là vui, rồi hẹn mà mọi người vào một cái uh, phiên uh, live stream gần nhất nha uh, Mary cảm ơn mọi người khi mà Mary làm những cái video này uh, Mary thấy mọi người rất là 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 là, là thích đó uh, mà thấy Mary mọi mọi người uh, like nhiều Mary cảm ơn nhiều nha